chào các bạn, các cháu. Rất vui được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ trải nghiệm về trồng cây sứ dâm cũ, cây sứ dâm cành, cây sứ gieo hạt các bạn, các cháu. Đây là cây sứ dâm cũ nè các bạn, các cháu. Hồi đó tôi cắt ngang dưới gốc nó, cắt ngang đầu nó khúc chừng hơn tấc, tôi dâm. Hôm nay nó ra cũ vậy nè các bạn. Sứ dâm thì cũ nó ăn bàn, ăn ra. Đây là những cây sứ dâm cũ. Còn đây là cái sứ dâm cành nè các bạn. Cắt cành mình dâm. Tôi dâm cũng được một năm rồi. Đây cũng cây sứ dâm cành. Rễ nó ăn ra. Sứ dâm thì rễ nó ăn ra, như này cũng rễ ăn ra, ăn bàn ra. Còn cây này dâm cành rễ ăn bàn ra. Loại sứ dâm này nó vậy. Nó chậm ra rễ hơn sứ hột gieo. Nhưng mà nó ra rễ cũng đẹp lắm. Rồi tôi cắt bớt mấy rễ con này, tôi để cũng được mấy ngày rồi. Rễ nó cũng khô rồi. Cắt trồng liền được các bạn, các cháu. Tôi cắt sơ thôi. Đây cũng vậy, tôi cắt sơ thôi. Đây là nó ăn bàn nè. Mình trồng thời gian mình sửa rễ đó. Nó ăn bàn ra cũng đẹp lắm. Sứ dâm cành nó cũng có giá trị. Nên tôi cắt trước. Rễ cám rồi cắt trước. Nhưng mà tôi chưa có không, giờ tôi cắt cũng không sao, trồng liền vẫn được. Bởi vì nó héo cái rễ rồi. Nó khô cái rễ rồi, mình cắt được. Nó không có dập, không có túi cũ gì đâu sợ. Nó cắt bớt rễ héo đó. Rồi trồng vô giá thể làm cho nó ẩm rồi thì trồng mình khỏi tưới. Có 5 ngày sau, 7 ngày sau mình mới tưới. Để cho nó ổn định cái rễ rồi mình mới tưới. Sứ hạt thì nó ăn lên. Nó ăn chồng chồng lên. Nó mau có củ hơn. Đây là cái sứ hạt. Tôi đã xử lý rễ rồi. Bây giờ trồng lên để chia sẻ với các bạn, các cháu xem cho vui nha. Đây là sứ hạt trồng. Nó khác xa với cái sứ dâm cành. Rễ nó ăn lên. Còn sứ dâm cành thì nó ăn bàn ra. Mấy chậu này tôi dâm được mấy bữa rồi các bạn. Mấy chậu này dâm được mấy bữa rồi. Chờ thời gian nó ra rễ mạnh rồi nhổ lên trồng qua cái chậu khác. Tỉa rễ nó trồng qua chậu khác. Rễ nó ăn bàn. Được một năm thì mình nhổ lên mình thay chậu khác, sang chậu khác các bạn, các cháu. Để mình tạo rễ, mình sửa rễ nó.
trồng được cây sứ củ gieo hạt rồi các bạn. Giờ tôi trồng cây sứ dâm cành, đây cành dâm gần 5 tuổi rồi, rễ đang lan bàn, mình trồng mình sửa rễ nó rồi nay mai mình nhổ lên mình sửa lại lần nữa, nó chậm ra rễ hơn sứ hạt. Giá thể trồng thì cũng cho dừa, giỏ trấu, tro trấu, phân bò. Mấy cây sứ dâm cành này mốt nó ra rễ cũng giống giống như cây sứ này các bạn, nó ăn bàn ra. Rồi tôi cắt bớt. Bớt mấy cái con nó ra. Hơi héo rồi mình cắt mình trồng liền được, không có sợ gì hết các bạn. Cho giá thể thì mình làm cho nó ẩm trước đi, mình trồng rồi mình khỏi tưới, mình cắt như vậy mình trồng mình đừng có tưới, để cho nó một tuần lễ nó ổn định rễ rồi mình tưới. Sau đó mình đi phân rồi xịt ngừa úng cho nó, ngừa nấm cho nó. Trồng thời gian sau rồi nhổ lên xử lý rễ lại lần nữa các bạn, có nó ra rễ thêm nhiều, xử lý rễ cho nó lần nữa. Chia sẻ trải nghiệm về cây sứ dâm cành, sứ dâm củ và sứ hạt, gửi đến các bạn trải nghiệm này các bạn xem cho vui các bạn các cháu. Video cảm ơn các bạn xem video này nha. Video này xin tạm dừng, kính chào các bạn các cháu nha, hẹn gặp lại các bạn các cháu, xin chào nha.